Nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức cá nhân và các thầy cô giáo, học trò nghèo ở vùng cao ngày càng có thêm điều kiện để đến trường. Các em có thêm bữa ăn ngon, giấc ngủ ấm, có sách bút, áo quần, tự tin học con chữ để vun đắp tương lai. Ghi nhận tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát. Thay vì phải mang cặp lồng cơm đi học như trước, hơn 20 học sinh phân hiệu Tả Cổ Thàng đã có những bữa cơm trưa đủ đầy như thế này ngay tại trường. Đó là nhờ được một chương trình từ thiện có tên gọi Nuôi Em Hỗ Trợ. Năm học mới, các cô giáo cắm bản nơi đây cũng có thêm nhiệm vụ làm cấp dưỡng cho các em nhỏ vào mỗi buổi trưa. Em rất thích đi học vì ăn chờ cô giáo dạy toán, được chơi các trò chơi, em cảm thấy rất vui. Thêm cái dự án nuôi em ấy, thì các em có thêm những bữa ăn chất lượng. Thì các cô mặc dù vất vả một chút thôi nhưng mà các cô cảm thấy rất là vui bởi vì các con có những bữa ăn đủ dinh dưỡng. Các cô phải sắp xếp thời gian, ví dụ như là tranh thủ vào giờ ra chơi, có thể nấu cơm. Từ khi mới bước vào nghề, cô giáo Lù Thị Quyết đã gắn bó với các điểm trường vùng cao. Bỡ ngỡ khó khăn ban đầu qua đi, cô giáo Quyết luôn nỗ lực để mang những điều tốt đẹp nhất cho học trò. Đó là những giờ học đầy hứng thú, những tiết học ngoại khóa hấp dẫn hay những phút cô trò quây quần bên nhau như thế này. Ở đây thì đối với các bạn học sinh rất là nhỏ nên là từ bữa ăn giấc ngủ thì cô trò cũng phải luôn quan tâm tới các bạn. Có những bạn thì đến lớp thì đầu tóc các bạn bù xù hoặc là chưa gọn gàng ấy, thì bản thân tôi cũng đã chải tóc cho các bạn, và cũng như là những cái bạn mà có dép bẩn hay là móng tay dài thì cô đều phải cắt móng tay cũng như là đánh dép cho các bạn sạch sẽ. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trịnh Tường có 8 điểm trường lẻ. Thấu hiểu sự thiệt thòi của các em, các thầy cô luôn cố gắng tạo điều kiện học tập tốt nhất, ưu tiên dành các nguồn lực xã hội hóa để chăm sóc nuôi dưỡng cho học trò nghèo. Các bạn ấy rất là khó khăn về cái việc đi lại thì nhà trường cũng tạo điều kiện cho các bạn ấy bằng cái sự quan tâm của nhà nước rồi các nhà tài trợ. Thì học sinh ở điểm trường lẻ chỉ mang cơm thôi, còn thức ăn thì mỗi bạn học sinh được hỗ trợ hơn 8.000 thức ăn để các thầy cô giáo để mua cái thực phẩm hỗ trợ cho các bạn. Ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em học sinh học tập trong điều kiện khó khăn. Nhận được nhiều sự quan tâm, học sinh vùng cao không còn bỏ học, tỷ lệ chuyên cần được nâng cao. Ngày qua ngày, các em được chăm lo cả về thể chất và tâm hồn, từ tình yêu thương chăm sóc nuôi dưỡng của gia đình, thầy cô và cả cộng đồng.